Xin kính chào các anh chị ạ à. rồi, chào mừng các anh chị đến với nội dung lăng kính đầu tư giá trị của chúng ta Vào tối chủ nhật hàng tuần Ok các anh chị Thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau um, uh, Ít phút nữa Anh chị nhé Ok trước khi vào Thì phim cũng nhận được uh, rất nhiều Các cái câu hỏi của các anh chị uh, Gửi trước Đó, Rất nhiều rồi thì uh, lát nữa thì ấy sẽ fin sẽ thực hiện việc ưu tiên trả lời các anh chị uh, hội viên trước Thì sau đó là đến các anh chị khác. Đó, bởi vì mỗi buổi trao đổi chúng ta thì uh, số lượng câu hỏi chắc nó cũng phải đến độ từ 100 đến 300 câu hỏi. Thì thành ra đấy rất fin thì cũng không thể giải đáp được tất cả các câu hỏi của anh chị. Chính vì thế cho nên là sẽ ưu tiên um, một số các câu hỏi uh, của các anh chị ở uh, hội viên và các anh chị đặt trước anh chị nhé, ok và và trước khi vào nội dung chính thức thì anh chị có thể là chia sẻ những cái nội dung này đến với các anh chị khác mà có mối quan tâm đến trường phái đầu tư giá trị được không? Vâng, ok và các anh chị đã nghe rõ chưa Nếu các anh chị nghe rõ thì các anh chị comment cho phục ấy. Nếu các anh chị nghe rõ thì comment cho Phục số 1 đấy Để Phục biết được rằng là các anh chị đang nghe Và nghe rõ Vâng, à, Ok Xin mời các anh chị Nếu các anh chị nghe rõ thì các anh chị comment cho Phục nhé Ok và xin chào xin chào cả nhà thì bây giờ là tám giờ hai phút rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng 1 đến 2 phút nữa anh chị nhé trong lúc này thì anh chị có những cái trao đổi gì về rủi ro cũng như cơ hội của thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay hướng tới 2024, hết 2024 và 2025 thì xin mời anh chị comment ở trên thì để lát nữa thì phục sẽ ưu tiên uh, giải đáp trả lời các anh chị uh, trả lời các anh chị hội viên rồi sau đó đến các anh chị đặt đặt các cái câu trả lời câu hỏi trước anh chị nhé Ok và xin chào xin chào anh chị Ok chúng ta sẽ bắt đầu sau một ít phút nữa thôi và vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu anh chị nhé chào mừng các anh chị đến với chương trình lăng kính đầu tư giá trị ờ, ngày hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2024 thì uh, hôm nay thép phim Việt Nam sẽ gửi đến quý các anh chị cái nội dung về toàn bộ những cái rủi ro cũng như cơ hội ở trên thị trường chứng khoán hiện nay để chúng ta có một cái nhìn tổng quan đầy đủ và có những cái đánh giá về cơ bản tương đối sát với thị trường chứng khoán để từ đó có những cái định hướng cho cái chiến lược của chúng ta trong tương lai và hướng tới mục tiêu là thành công bền vững trong dài hạn. thì uh, trước tiên thì uh, chúng ta sẽ đi vào rủi ro anh chị nhé. thì uh, đối với các cái rủi ro ở trên thị trường chứng khoán thì đầu tiên là tính toán đến các cái rủi ro vĩ mô đi. đầu tiên là rủi ro về lãi suất. thì hiện nay lãi suất huy động và lãi suất cho vay ra của chúng ta thì về cơ bản cũng có dấu hiệu nhích lên một chút. Khá nhiều các cái ngân hàng cũng đã tăng lãi huy động trong cái kỳ hạn nào đó. Thì cái việc tăng lãi suất thì đâu đó so với mức đáy của quý 1 năm 2024 thì khoảng độ 0,2% 0,2%. Thì đây là cái rủi ro về mặt lãi suất. Thì cái rủi ro này có lớn hay không? Có mạnh hay không? thì chúng ta cũng không thể biết chắc được 100% cả. Tuy nhiên dựa trên những cái dữ liệu cơ sở hiện nay thì thứ nhất là về cái ý chí của uh, các nhà quản lý chính phủ cũng đưa ra là kỳ vọng vẫn có thể cắt thêm các cái lãi suất sụt xu, giảm nữa để từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung tăng trưởng và phát triển tốt. Cái yếu tố thứ hai và cũng là cái yếu tố quyết định chính nhất đó là liên quan đến lạm phát bởi vì bản chất của lãi suất đó là lãi suất tiền gửi ngân hàng ấy đó là cái phần bù rủi ro lạm phát ngoài ra thì cộng thêm một phần lãi suất thực thì như vậy là với với lạm phát thì ở Việt Nam hiện nay thì năm nay tăng cao hơn so với ba bốn năm trước tuy nhiên thì vẫn kiểm soát ở mức tương đối hợp lý bởi vậy cho nên cái áp lực từ lạm phát lời lãi suất là chưa quá lớn thậm chí là tương đối nhỏ cái yếu tố thứ ba chúng ta cần phải tính toán đến. Đó chính là liên quan đến cái vấn đề cung cầu ở trên thị trường. Thì hiện nay về cơ bản cầu về vốn ở trên thị trường của chúng ta là không quá lớn bởi lẽ kinh tế phục hồi một cách từ từ, chậm rãi. Ngoài ra thì các cái doanh nghiệp lớn sau cái giai đoạn khó khăn 2022, 2023 thì họ đã chiếm lĩnh thêm thị phần của các doanh nghiệp nhỏ. Từ đó các cái doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể vân vân thì họ khó khăn hơn trong cái việc mở rộng kinh doanh bởi vậy cái cầu tín dụng đặc biệt đó là tín dụng bán lẻ thì rất yếu và rất kém thế do đó là với cái cầu thì yếu thế do đó khó có thể kỳ vọng rằng lãi suất tăng mạnh được thì từ những cái yếu tố trên thì zfin đánh giá rủi ro lãi suất tăng là có nhưng mà để tăng mạnh thì là rất là khó xác suất thấp anh chị nhé thế do đó là đánh giá chung về cái yếu tố rủi ro lãi suất đó là ở mức gọi là rủi ro tương đối thấp nhưng mà có rủi ro phải lưu ý là như vậy tiếp theo uh, rủi ro thứ hai đối với thị trường chứng khoán đó là lợi suất đồng USD đang cao hơn so với Việt Nam đồng khá nhiều và cái tình trạng này tình trạng này nó diễn ra nó diễn ra từ tháng tư tháng 4 năm 2022. Đến nay đến nay thì về cơ bản uh, nó diễn ra thực ra là nó diễn ra chính xác là um, tháng 4 thì nhúng một chút thôi nhưng mà thực ra nó diễn ra chính xác là đâu đó từ khoảng độ tháng 4 năm 2023 đến nay thì các lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam lại thấp hơn so với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ rất nhiều. Thì cụ thể hiện nay tính tới ngày 16 tháng 6 năm 2024 thì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hiện nay đang ở mức khoảng 4,221%, phần trăm phần lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam chỉ 2,901% thôi như vậy đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm có lãi cao hơn so với trái phiếu chính phủ Việt Nam những hơn 1,3 mà trong khi rõ ràng chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng trái phiếu chính phủ Mỹ an toàn hơn trái phiếu chính phủ Việt Nam rất nhiều bởi lẽ chính phủ Mỹ là chính phủ duy nhất trên thế giới được xếp hạng cao nhất là ba con A thường xuyên được xếp hạng cao nhất bên cạnh đó thì đồng đô la là một đồng tiền quốc tế công nhận ngoài ra thì là lạm phát của Mỹ bây giờ đã hạ nhiệt và thấp hơn lạm phát của Việt Nam nhưng có một điều bất hợp lý đó là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lại cao hơn lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam từ đó khiến cho khiến cho tác động áp lực không nhỏ lên tỷ giá việt USD và Việt Nam đồng. Ngoài ra thì áp lực đến gọi đó gọi là các cái doanh nghiệp nước ngoài bán dòng rất lớn anh chị nhá. Sở dĩ có cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm cao hơn so với lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam đến từ các cái yếu tố sau. Thứ nhất đó là cung trái phiếu chính phủ Mỹ rất lớn do chính phủ Mỹ có cái vay nợ rất nhiều. Anh chị có thể thấy chính phủ Mỹ liên tục phải gia hạn cái trần nợ công Liên tục gia hạn trần nợ công Đó chính là phải phát hành trái phiếu để huy động tiền đấy Thì khi phát hành trái phiếu nhiều như thế Và cái nợ công trên GDP chính phủ Mỹ là hơn 100% Do đó là lượng trái phiếu chính phủ Mỹ phát hành Nghe vay nợ lên đến hàng hơn 30.000 tỷ đô la Thì do đó cái cung nó rất lớn Bên cạnh đó thì cái cung lớn còn đến từ việc Trung Quốc, Nga và nhiều nước đối lập với Mỹ thì họ tăng cường cái việc bán đi các trái phiếu của chính phủ Mỹ. Nếu như trước đây chính phủ Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của chính phủ Mỹ bởi mua rất nhiều trái phiếu tức là cho Mỹ vay tiền. Đó. Thì hiện nay dần dần họ đã bán giảm rất nhiều rồi. Giảm một nửa so với cách đây 3-4 năm trước. Thì khi họ bán giảm như thế làm cung trên thị trường tăng càng. Trong khi họ không mua thêm vào thì dĩ nhiên cầu nhiều đi nhiều đi bởi vậy cũng làm cho cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao ngoài ra thì cái lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ cũng đang leo ở mức cao và cái lãi suất của Fed ấy, nó có tính hiệu dụng cao hơn so với cái lãi suất điều hành ở Việt Nam lãi suất điều hành Việt Nam về cơ bản thì nó tác động giữa các ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nhà nước là chính thì do đó là nó mang tính chất danh nghĩa tượng trưng nhiều có lãi suất ở Fed thì mang tính thực chất và nó sát với thị trường hơn. Thế do đó là với việc Fed duy trì mức lãi suất ở mức từ 5,25 đến 5,5% rất cao khiến cho cái lợi suất của các cái trái phiếu sẽ cao rất nhiều. Và cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao như này thì áp lực rất khó khăn lên nền kinh tế Mỹ, chính phủ Mỹ. Bởi vì anh chị thử tưởng tượng như này, cách đây khoảng 4 năm năm trước thì chính phủ Mỹ cái lợi suất trái phiếu chính phủ chỉ 1% thôi tức là họ phát hành 30.000 tỷ đô chẳng hạn thì họ chỉ mất một phần trăm lãi suất hàng năm thôi đó đó tức là mất 300 tỷ đô lãi suất trả lãi thôi nhưng mà bây giờ lợi suất lên đến 4,2 đến 5 phần trăm thì rõ ràng họ không phải mất 30 tỷ mất một trăm mấy chục tỷ từ đó làm cho cái thâm hụt ngân sách của Mỹ ngày càng cao hơn và cái tỷ lệ nợ công trên GDP cũng ngày càng lớn hơn Ngược lại ở Việt Nam thì nợ công trên GDP của chúng ta rất thấp. Hiện nay nợ công trên GDP của Việt Nam dưới 40%, đâu đó khoảng độ 37 38% thôi. Thế do đó là rất thấp. Ngoài ra ngay cả năm 2023 thì chúng ta cũng chứng kiến đó là Việt Nam là một nước hiếm hoi hiếm hoi không bị thâm hụt ngân sách tức là thu vẫn lớn hơn chi một chút anh chị ạ đó, điều đó khiến cho cái cung trái phiếu chính phủ Việt Nam là rất ít Ngoài ra thì khi trái phiếu chính phủ Việt Nam đưa ra thì được các anh ngân hàng thương mại họ gửi đặt đặt tiền vào đấy rất nhiều. Vì sao lãi suất thấp họ vẫn đặt? Bởi vì nó có những cái tính thanh khoản rất cao. Và các anh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam ấy, trong những năm qua ấy, thưa anh chị, đó là họ đã có cái tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay dài hạn cao lên đến 35% chẳng hạn, nhiều ngân hàng lên gần 40%. Thì vừa rồi chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước mới đưa ra cái quy định mới tức là tối đa được 30 phần trăm rồi thế do đó những cái khoản ngắn hạn thì họ không thể cho vay dài hạn nữa bởi vậy cho nên họ có thể chuyển vào trái phiếu chính phủ Việt Nam với cái lãi suất tuy thấp nhưng mà độ an toàn rất cao và thanh khoản thì như tiền thế do đó là cái, cái, cầu cũng khá lớn trong khi cung thì thì ít bởi trước đây cái thời năm 2011 12 13 ấy, khi nợ công trên GDP cao lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam lên đến 90%. Thế thì anh chị thử tưởng tượng ví dụ như là à, nợ công khoảng độ hồi đó thì tất nhiên nợ công nhỏ thôi, nợ công khoảng độ hơn trăm tỷ đô chẳng hạn, trăm rưỡi tỷ đô. Thì nếu với cái lợi suất trái phiếu chính phủ lên đến 90% tức là mỗi năm họ phải trả khoảng độ 13,5 đến 15 tỷ đô la tiền lãi thôi, đã đủ mệt rồi. Thì hiện nay cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, Việt Nam dưới dưới 3%, chỉ 2,8, 2,9 thì như vậy cùng như 150 tỷ đô đó nhưng mà chỉ mất khoảng độ 4,3 4,4 tỷ đô tiền lãi một năm thôi. Thế thì riêng cái việc lãi suất thấp, lợi suất thấp đó đã giúp chính phủ của chúng ta tiết kiệm hàng chục tỷ đô la một năm từ cái nợ vay ấy. Đó, và đây là con số thực tế chứ không phải là con số gọi là bia bịa ra được anh chị nhá. Bởi GDP hiện nay của chúng ta khoảng hơn 400 tỷ mà nợ công của chúng ta khoảng 37% tương đương 150 tỷ đô đấy. Đó, thì nhờ cái lãi suất thấp mà mình tiết kiệm được rất nhiều như thế đó Thế do đó là từ những cái yếu tố trên ấy thì có thể thấy rằng có thể thấy rằng là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu chính phủ Việt Nam nó có một sự đảo ngược như thế cũng là một cái gì đó bất lợi bất lợi khiến cho cái dòng tiền có thể rút ra khỏi Việt Nam Tuy nhiên nó cũng có một cái lợi đó là khiến cho cái gánh nặng nợ công trên GDP của chúng ta thấp đi đó các anh chị nha Phải nhìn từ hai mặt chứ không phải chúng ta chỉ nhìn một mặt đó là lợi suất của chúng ta thấp mà kém đâu thấp thì nó sẽ rủi ro về mặt người ta có thể rút tiền chuyển nhưng nhưng thấp lại có một cái vô cùng hữu ích đó là giúp cho cái nợ công của chúng ta giảm xuống sức khỏe tài chính của chính phủ tốt lên đó, đấy là một cái điều rất hay anh chị nhé, chứ chúng ta không nên nhìn một chiều. Tiếp theo, chính vì cái uh, uh, một trong nguyên nhân cái lợi suất như thế, ngoài ra còn do giá vàng của chúng ta trong nước Tranh khá nhiều so với ở bên ngoài trong thời gian vừa qua, kích thích cái việc nhập lậu vàng, và khi nhập lậu vàng họ phải dùng đô la chợ đen, thì đô la chợ đen bị đẩy lên rất mạnh, cầu đẩy lên rất mạnh, từ đó khiến cho cái tỷ giá đô la của chúng ta bị bị đẩy lên tức là Việt Nam đồng mất giá so với đô la. Tuy vậy thì trong vài tháng vừa qua thì cũng lại có sự bình ổn trở lại rồi. Nguyên nhân là do chính phủ cũng rất quyết liệt trong các cái câu chuyện này. Và vừa rồi thì cái giá vàng SJC thì cũng được hạ nhiệt một cách khá hợp lý. Góp một phần nào đó giúp cho tỷ giá của chúng ta vẫn còn tương đối căng cứng nhưng đã có dấu hiệu là chậm lại, chậm lại và đi ngang rồi. Tuy nhiên thì cái yếu tố về tỷ giá Azerbaijan cho rằng là vẫn tiếp tục áp lực bởi vì cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dự kiến vẫn còn cao hơn so với lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam trong thời gian tới, anh chị nhá, vẫn còn cao hơn. Để lưu ý là như vậy. Còn cái câu chuyện liên quan đến Fed bao giờ hạ lãi suất thì nó cũng có thể tác động một phần đến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên nó không phải là tất cả. Và cái việc giảm lãi suất thì chúng ta cứ kỳ vọng rằng là thôi cuối năm có thể một lần giảm chẳng hạn. Đó thì thực ra là chúng ta không nên đi quá sâu vào vấn đề đó bởi vì vấn đề đó thì uh, do phép họ sẽ công bố các lộ trình riêng và chúng ta đoán thì về cơ bản thì nó cũng gọi có xác suất nào thôi bởi vì cuối năm trước thì đa phần mọi người thì cũng đều đoán là khoảng độ cuối quý 1 đầu quý 2 là phép hạ lãi suất nhưng thực tế nó cứng đầu thôi đó thì cái rủi ro thứ hai thứ hai thứ ba phát sinh từ cái uh, từ cái vấn đề đó là lợi suất trái phiếu chính phủ thì nó là tỷ giá vẫn còn áp lực tương đối lớn nên Việt Nam đồng đến cuối năm 2024 chứ không phải là đã hết tuy nhiên thì ấy ta cho rằng là cái áp lực này có thể giải tỏa phần nào nếu chúng ta kiểm soát tốt giá vàng ngoài ra thì uh, uh, cái đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tốt hơn thì sẽ góp phần cho chúng ta có được cái lượng đô la dự trữ nhiều hơn và có một cái hiện tượng gần đây đó là các cái nguồn tiền đô la vào Việt Nam rất lớn nhưng mà dự trữ của chúng ta tăng không nhiều đấy cũng là một cái rủi ro vì sao lại rất lớn chúng, các anh chị xem cái lượng kiều hối đổ về Việt Nam một năm hơn 20 tỷ đô la một năm 16 đến 2 hơn 20 tỷ đô la thứ hai là cái đầu tư FDI vào chúng ta cũng một năm hơn 20 tỷ đô la tức là đã hơn 40 tỷ đô la từ hai nguồn đó rồi tiếp theo cái xuất khẩu dòng của chúng ta lên đến 15 tỷ đô tức là 55 tỷ đô la vào Việt Nam cái giai đoạn cái năm 2023 nhưng cái chiều ra đó là du học này chiều ra này đi chữa bệnh này đó, và chiều ra là nhiều lậu vàng này vân vân thì nó không nhiều như thế đâu vậy thì cái đô la về Việt Nam nó lại không làm tăng đáng kể cái dự trữ ngoại hối của chính phủ đó là đi đâu đó là có thể các cái doanh nghiệp họ vẫn găm đô trong tay vẫn găm đô trong tay thì cái điều này là cũng là cũng gọi là có phần nào đáng ngại anh chị nhá tiếp theo về cái rủi ro thứ tư nó cũng liên quan đến rủi ro thứ hai đó liên quan lợi suất trái phiếu chính phủ cao đồng đô la à, tăng giá thì đó chính là nhà đầu tư nước ngoài thoái vốn nhà đầu tư nước ngoài thoái vốn ở đây thì à, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cụ thể là bán ròng thì à, trong vòng à, từ đầu năm đến nay tức là trong vòng hơn 5 tháng chưa đến 6 tháng 5 tháng rưỡi thì à, cái khối lượng nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đâu đó nó cũng lên khoảng 35 ngàn tỷ một gần 1,5 tỷ đô đấy. Thì tức là một cái mức bán ròng vô cùng khủng khiếp. Đó, bán ròng này nó có thể đến từ nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân trực tiếp mà rõ ràng và anh chị cũng thường nghe người ta nói, đó là nguyên nhân đến từ cái việc gọi là lợi suất đồng đô la cao trong khi lợi suất đồng Việt Nam thấp. Thế thì họ có thể chuyển dịch vần một phần về cái đó cho nó an toàn. Cái nguyên nhân thứ hai ấy, thì trao đổi cùng anh chị. Đó là một số các cái quỹ họ giải thể họ giải thể hoặc là họ rút khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam thì cái câu chuyện này thì hôm trước tuần trước thì phục cũng ngồi với uh, mấy anh chị uh, đầu tư trên thị trường mấy anh chị chuyên gia uh, thực chiến đó là anh uh, Phúc này anh Lê Chí Phúc này anh uh, Lã Giang Trung này đó, đó thì phục cũng có ngồi cùng các anh chị chiều hôm thứ năm tuần trước thì trao đổi là một trong nguyên nhân bán dòng tiếp theo và có một số quỹ chúng ta thấy họ công bố giải thể ấy đó là các quỹ vào Việt Nam thì bị lùa gà, chính các quỹ lại bị biến thành các con gà. Ví dụ các quỹ vào cái ETF của VN30 chẳng hạn, thì thực tế là cái lợi suất của các quỹ thấp hơn nhiều so với diễn biến của VN30 anh chị nhé. Vì sao lại vậy? Vì rất đơn giản như này. Ví dụ như là vào VN30 thì họ còn uốn được các cái cổ phiếu nhảy vào. Trước đây ví dụ rốt chẳng hạn, thì khi rốt vào VN30 theo cái ru của các cái quỹ, họ bắt buộc họ phải mua, họ phải mua giá rất cao một thời gian sau nó lại sập thế thì nó bị loại ra khỏi VN30 thì họ bán lại với giá rất là bèo bọt bán cực thấp thế thì cứ cái liên tục như thế thế thành nhà là đa phần nhé không phải tất cả nhé tất nhiên có những nhà đầu tư ngoại vào Việt Nam rất thành công ví dụ như đầu tư vào nhựa Bình Minh chẳng hạn đó hay đầu tư vào dược hậu gia một số công dược nhưng đa phần các nhà đầu tư ngoại ở Việt Nam vào Việt Nam là mất dẹp mất dẹp thua lỗ và cả chục năm không có lợi nhuận xu nào cả họ cũng chán một phần trong số đó họ cũng chán họ cũng giải thể họ cũng rút đó thì đây là một cái điểm yếu gọi là um, tưởng chừng như nhà đầu tư việt nam thông minh uh, nhưng mà thực ra là cũng phần nào nhìn trên một góc độ nào đó là hơi khôn lỏi thế thì viết hết nhà đầu tư viết nhà đầu tư ngoại lừa nhà đầu tư ngoại chẳng hạn thế thì cuối cùng họ sợ họ sợ họ rút khỏi thì uh, thông tin thì cũng không phải là phụng chưa 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 xác minh phục chưa 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 xác minh uh, chính xác hoàn toàn như các anh có cung cấp rằng là mấy anh em ngồi trao đổi với nhau thì các anh cung cấp là gì uh, um, có mấy quỹ có mấy quỹ vào thì về cơ bản là 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 các ông Việt Nam đó uh, thậm chí còn lobby chính những cái ông quyết định xuống tiền đấy quyết định xuống tiền hay là bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược thì giá rất cao đó là mấy ông Việt Nam rất là thông minh các ông đến lobby cho ông ký quyết định thế thì ừ, điều này thì tất nhiên là không thể kiểm chứng được chính xác 100%. phần nhưng ví dụ các ông đem đến cho nó vài triệu đô chẳng hạn máy ký đi mua giá cao gấp rưỡi thị trường cao gấp đôi thị trường cho ta thế thì cái ông ký ông ông cứ đặt vốn ông ký sao Thế sao với mấy ông ký lại ở Việt Nam và mấy ông lại hiểu người Việt thế cuối cùng gọi là đút túi vài triệu đô chẳng hạn nó rất nhẹ nhàng thì ký cho bên kia mua với giá cao đó rồi rất nhiều các cái câu chuyện tương tự như thế từ đó khiến cho không ít các nhà đầu tư nước ngoài sợ và phục cũng nghe các anh trao đổi đã bảo ngày trước ấy rồi 27 29 20 ấy, các nhà đầu tư Nhật vào Việt Nam khá nhiều Nhật vào Việt Nam khá nhiều sau đó họ sợ quá họ chuồn rồi và nhiều nhà đầu tư bảo không bao giờ quay lại sau đó là đến làn sóng gần đây nhất là làn sóng các nhà đầu tư đài loan hàn quốc thái lan nhưng vào anh chị có thể thấy ví dụ mấy quỹ Fubon, bon quỹ này quỹ kia anh chị cứ xem mà xem lợi suất của các quỹ etf không ăn thua cực kỳ tệ thế thì sau một thời gian họ lại rút họ lại sợ họ lại chuồn khỏi thị trường hay là một cái công ty anh chị gọi là một cái công ty ngày xưa ấy, làm cổ đông chiến lược của exim bank ấy, đó là sumitomo ấy họ làm cổ đông chiến lược mười mấy năm họ đâu có được xu nào gần như trả được gì bán xong họ đánh nhảy sang fe của thì fe của vừa nhảy sang xong cái không hiểu do kinh tế khó khăn hay là do thế nào mà ngay lập tức lỗ mấy năm này luyện liền mà họ mua rõ rõ giá cao định giá mấy tỷ đô đúng không? hay là sau này thì họ lại mua vp bank với cái giá ba mấy trong cái thị trường chỉ mười tám mươi chín thôi rồi rất nhiều các cái yếu tố khác nữa hay là gần đây có vụ nổi lên ở trên mạng rất nhiều và các anh chị cũng đặt câu hỏi cho anh rồi đấy đó là VIP giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống 4,99% trong khi hiện nay tỷ lệ sở hữu nước ngoài vẫn là 21% họ đã giảm xuống 4,99% vậy thì ngân hàng CBA CBA của Úc làm cổ đông chiến lược của VIP mười mấy năm trước 12, 13, 14 năm trước gì thì... ạ thì bây giờ họ muốn thoái vốn họ phải thoái trong cho trong nước mà thoái cho trong nước thì rõ ràng không thể thoái giá cao còn nếu mà họ uh, trao tay trong một nhà đầu tư nước ngoài khác thì họ có thể giá cao đấy nhưng hạ xuống 4,99 phần trăm rồi thì nguyên tắc hạ hay không lại là do đại đồng cổ đông quyết định thế thì các ông cổ đông trong nước là chính như nước ngoài nắm 19 phần trăm 20 phần trăm thế thì vốt cái trên 5 phần trăm đồng ý luôn hạ thì sở hữu xuống thế thì họ họ sẽ làm sao cái lợi có thể là nhà đầu tư trong nước mua lại cái lô lớn tất nhiên ngân hàng họ cũng có cái 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 lý của họ đó là họ không muốn là ông cb kia ông thoái cho một ông chiến lược khác nhỡ không phù hợp với ngân hàng tôi thì sao tôi không đồng ý vậy thì ông thoái ông thoái trong nước đi thoái cho tôi đi rồi tự tôi sẽ tìm một nhà đầu tư chiến lược khác thay ông để cho phù hợp với ngân hàng chúng tôi thì đấy là lý luận của ngân hàng này như vậy thì cũng rất là hợp lý không vấn đề gì cả nhưng ngược lại đối với nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ nhìn sao họ bảo ô ông cứ thích khóa zoom nữa ông khóa à? ông khóa để ông không cho tôi bán cho nhà đầu tư nước ngoài khác à mà tôi phải bán cho câu à nếu thế thì sao đấy thì vấn đề là rất nhiều các cái câu chuyện ở trong đó thế thành ra cái việc bán dòng trên thị trường chứng khoán việt nam ấy thì quay lại câu chuyện này đó là một phần là từ liên quan đến tỷ giá một phần liên quan đến lãi suất của đô la cao việt nam đồng nhưng lưu ý các anh chị đâu phải các nhà đầu tư này là toàn nhà đầu tư mỹ đâu sử dụng đâu đâu đó là nhà đầu tư có thể nhà đầu tư nhật hàn vân vân chứ thế thì suy ra cái việc tỷ giá chưa chắc chưa chắc đã phải là nguyên nhân khiến họ bán dòng đâu chưa chắc bởi sao bởi họ có bán dòng đổi đổ ra đồng đô đồ, họ cũng lại quy ra đồng tiền nước họ bởi vì họ đầu tư giống như việt nam đầu tư ra nước ngoài ấy. kể cả qua đô hay gì cuối cùng vẫn quy về việt nam việt nam đồng đúng không thế thành ra là cái câu chuyện ý nó cũng không phải hoàn toàn mà cái bán dòng ở đây đấy một phần đó là có thể các nhà đầu tư nước ngoài họ cũng e ngại cái thị trường niêm yết của chúng ta nhưng các anh chị hãy lưu ý như này nó vì sao phục bản là không hoàn toàn là do cái việc tỷ giá do cái việc lãi suất đồng đô la cao hơn đó là anh chị hãy nhìn FDI đi FDI vào Việt Nam vẫn tăng liên tục chứng tỏ rằng các nhà đầu tư nước ngoài họ vẫn rất thích Việt Nam chứ không phải vì tỷ giá họ sợ Việt Nam nhưng họ lại muốn họ đầu tư FDI tức là đầu tư 100% tức là họ có người là người có quyền tự quyết trong cái vấn đề đồng tiền đầu tư vào Việt Nam ngược lại đầu tư gián tiếp tức là đầu tư qua thị trường chứng khoán thì họ không có quyền tự quyết gì cả thậm chí rất nhiều trường hợp họ bị cho vào chồng họ bị cái thòng lọng vào cổ thế do đó họ giảm dần trên thị trường niềm yết và họ tăng ở trên thị trường đầu tư trực tiếp FDI các anh chị lưu ý là như vậy nhé. Bởi vậy cho nên AZFIN cho rằng không phải cứ sử dụng mấy cái yếu tố lãi suất hay tỷ giá kia là phán thị trường bị bán vòng rồi rút. Mà vấn đề nó nằm ở cái việc gọi là nằm ở cái việc gọi là cái tư duy, cái cái khẩu vị của họ. Tức là họ chơi thị trường cổ phiếu không ổn. Họ không nắm được đằng chuôi mà họ nắm được lưỡi. lưỡi. Còn các ông đầu tư FDI các ông vẫn nắm được chuối được. Các ông quyết định tắt được. Thế thành ra là các ông vẫn đầu tư thì đây chính là một cái điểm gọi là ban đầu có thể lợi cho các nhà đầu tư nội kiếm ăn được tốt thu được tiền nhiều nhưng về mặt dài hạn sẽ cực kỳ có hạn khi các nhà đầu tư tài chính thì họ sẽ thấy như vậy là họ rất sợ họ rất sợ thưa anh chị như thế cực kỳ sợ và các cái quỹ ngoại ở Việt Nam mà thành công ấy, thì đều là các cái quỹ ngoại mà bây giờ nó trở nó nó hiểu thị trường như quỹ nội đó là Dragon Capital đó là Vina Capital đều có người Việt ở trong đấy nó hiểu rõ thì nó mới giữ nó mới ở lại chứ nó không bán rộng nhưng ngược lại các ông thuần nước ngoài 100 vào Việt Nam bị lùa hết thì hôm đó thì gặp các anh trao đổi thì cũng nói thẳng luôn Phúc bảo là cũng giống như kiểu là mấy ông quốc tế cứ nghĩ là Việt Nam giống như cái bọn nông thôn cái bọn thế giới thứ ba vừa vào vẫn ngu dốt đấn độn chẳng hạn các ông đầu tư vào nghĩ là ăn được nhưng thực tế thì rất có bởi vì sao các ông ví dụ ông thì karate ví dụ như đấu võ đi các ông là karate các ông là judo các ông là tây quân đô hay các ông là boxing hay các ông vân vân đi các ông nhảy ở việt nam các ông nghĩ là các ông là thượng thừa về môn võ rồi nhưng mà về việt nam thì cái cái vấn đề liên quan đến pháp lý hay vấn đề một số thứ nó vẫn chưa đủ chặt thì cái này thì cũng là do thị trường mới phát triển thì ở việt nam thì nó lại không có các môn võ ấy, mà nó là môn võ tự do thế thì ông đem quê tây quân đô và ông cứ thế ông tuân thủ tây quân đô ông nghĩ rằng là ông có đài gọi đẳng cấp cao nhất thế giới ông nhảy và ông chiến đấu việt nam đi nhưng biết đâu mấy ông việt nam chơi võ tự do võ tự do ở đây là gì ông có gạch thì ông dùng gạch ông có đá ông dùng đá ông có dao ông dùng dao thế thì mấy ông võ thì chết hết tất nhiên không hẳn là chết hết tức là vẫn có một số ông ông tìm hiểu kỹ thì ông vẫn hạ được ông vẫn kiếm ăn ở thị trường việt nam nhưng đa phần của các ông là đều sắp mặt bởi vì các ông dùng các ông đấu với những người tự do, các ông không đấu được. Đấy thì một cái câu chuyện nó 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 rất là 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 cũng gọi là chăn trở của những người gọi là đầu tư thực sự các anh chị ạ. Chứ nó không không hoàn toàn là mấy câu chuyện anh em lôi mấy cái chỉ số vĩ mô ra các anh chị phán đâu. Nó còn nhiều cái thứ khác nó ẩn sâu ở trong đó cả anh chị nhá. Đó thì đấy là cái mà phục chia sẻ thêm về một số cái thôi còn nó còn vẫn còn nhiều thứ nó ẩn lắm nhiều thứ ẩn lắm chia sẻ cùng anh chị là như vậy đấy thì cái việc bán dòng này thì à, nói thẳng luôn không phải là đợi đến lúc là tỷ giá à, lãi suất của việt nam đồng nó tăng rồi lãi suất đô la giảm rồi là tỷ giá ổn định mà nó sẽ ngừng bán dòng và quay sang mua dòng đâu chưa chắc chưa chắc đó chưa chắc rồi tiếp theo là cái cơ hội thì thế nào thì cái cơ hội trên thị trường chứng khoán thì hiện nay pmi tức là đầu tiên là cái chỉ số mua hàng của nhà quản trị đấy tức là PMI chỉ số mua hàng của của nhà quản trị nó trên 50 thể hiện rằng là người ta lạc quan hơn với kinh tế tức là người ta sẵn sàng mua sắm nhiều hơn để mở rộng sản xuất kinh doanh ý. đó thì chỉ số này rất quan trọng trong cái lĩnh và vực công nghiệp thì ở đây là PMI của chúng ta là hiện nay là 50,3 điểm đó thì nó không phải là mức quá cao so với số 50 50 là mức trung lập đấy anh chị nhé đó thì cho thấy là Việt Nam cũng đang có sự trở lại nhưng mà trở lại một cách chậm rãi chứ không nhanh đó tuy nhiên thì nó vẫn là cơ hội bởi vì có sự trở lại. Rồi tiếp theo là cái hoạt động đầu tư cũng là một cái điểm sáng đó là đầu tư từ nguồn vốn từ ngân sách thì là đạt 190,6 nghìn tỷ đồng sau năm tháng tăng 5% thì trong đó thì địa phương tăng mạnh còn trung ương giảm một chút nhưng tổng là tăng 5% cũng khá tích cực. Rồi đầu tư FDI thì vốn thực hiện là 8,25 tỷ đô tăng 7,8% vốn đăng ký là 11,07 tăng 2 phần trăm nếu tính ra Việt Nam đồng thì FDI uh, quy đổi 8,25 tỷ đô ra Việt Nam đồng thì tăng tới khoảng độ 20 phần trăm gần hai gần 20 phần trăm đó thì cho thấy là đây là một cái điểm sáng lớn đó là hoạt động đầu tư thì ở đây thì chưa có cái con số số liệu về đầu tư của tư nhân thì đấy chính là cái nguồn đầu tư lớn nhất ở Việt Nam chứ không phải đầu tư FDI hay hay, hay là đầu tư gọi là công đâu mà vấn đề đầu tư tư nhân chiếm trên một nửa thì hiện nay đầu tư tư nhân thì phim ước tính thì nó cũng có sự tăng nhẹ khoảng 3 phần trăm 23 phần trăm chứ nó không phải tăng quá lớn nhưng mà đó cho thấy là một cái sự gì đó nó có sự tích cực đúng không ạ rồi tiếp theo cơ hội tiếp theo là cái lĩnh vực bán lẻ nó có sự trở lại thôi trở lại chưa nhanh nhưng mà cũng đã có sự trở lại là tăng 8,7 phần trăm trong 5 tháng đầu năm thì uh, trở lại có thể thấy rất rõ qua kết quả anh dành các công ty bán lẻ ví dụ thế giới di động lợi nhuận trở lại gần nghìn tỷ doanh Thu cũng đăng rồi FRT rồi rất nhiều các cái đơn vị khác nữa cũng trở lại nhưng mà cái này cũng là một cái có một cái phần gọi mặt tối đó là các cái hãng uh, hiện đại thì đã trở lại rất tốt và họ chiếm lĩnh thêm thị phần rất nhiều nhưng ngược lại các hộ kinh doanh cá thể đang dần dần biến mất các cái hộ kinh doanh nhỏ dần biến mất thì từ đó cái lực lượng đó về cơ bản hiện nay này có thể đang gặp khó khăn tiền không biết đầu tư đi đâu Thế thì chính vừa rồi là tiền vào thị trường chứng khoán nhiều hay là xếp hàng mua vàng nhiều bởi vì họ không biết đầu tư. Họ mở rộng kinh doanh họ sợ rủi ro, thế thì họ đi vác đi mua vàng, đi mua chứng khoán, đi gửi ngân hàng, vân vân, các anh chị có thể thấy như thế. Rồi tiếp theo là về cái xuất siêu của Việt Nam. Thì uh, quan trọng nhất ở đây là xuất nhập khẩu đều tăng trưởng tốt. Xuất khẩu tăng 15,2%, nhập khẩu tăng 18,2%. Tất nhiên cái nền năm 2023 nó thấp nhưng mà đây nó cũng là một cái sự hồi phục trở lại tốt. Và các anh chị lưu ý Việt Nam là một nước có độ mở lớn nhất thuộc dạng lớn top đầu thế giới, tức là phụ thuộc vào xuất nhập khẩu nhiều. Thế do đó là về xuất nhập khẩu mà tăng ấy thì tạo ra công ăn việc làm nó tốt hơn. Thì từ đó người dân có niềm tin vào vào thu nhập của họ và họ chi tiêu nhiều hơn, tốt hơn, thúc đẩy kinh tế nó sẽ tốt hơn. Và hiện nay đang diễn ra điều đó. Và chúng tôi đặc biệt chú ý đến là đặc biệt cái tháng năm vừa rồi, đó là chúng ta đã nhập siêu Nhập siêu thì thông thường những cái giai đoạn nhập siêu mà kèm với FDI giải ngân lớn ấy, thì cho thấy là họ đang xây dựng nhà máy máy móc, họ đang nhập nguyên vật liệu để phục vụ cái việc tăng trưởng xuất khẩu trong tương lai. thì từ cái yếu tố này có thể kỳ vọng rằng cuối năm 2024 đến 2025 thì cái tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta còn mạnh mẽ nữa, còn lớn nữa và sẽ việt đỉnh ở cuối năm 2024. À, điều đó rất tốt và chung quy lại trong năm tháng đầu năm thì vẫn xuất siêu 8 tỷ đô la góp phần là có thêm cái nguồn đô la cho đất nước từ đó giảm áp lực phần nào lên cái tỷ giá của chúng ta. Rồi tiếp theo là cái cơ hội tiếp theo đó là cái chỉ số giá CPI hay lạm phát của chúng ta thì đang được kiểm soát khá tốt với cái tháng 5 năm 2024 tăng so với tháng trước chỉ 0,05% và và tháng 5 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước là tăng 4,44%. Rồi bình quân thì tăng 4,03% vẫn thấp hơn 4,5 phần quốc hội đưa ra thì cái vấn đề này nó đã có sự tăng về lạm phát nhưng mấy cái phim đánh giá là cái việc tăng này ấy, thì nó vẫn chỉ nó nó vẫn trong cái tầm quyền phát và hợp lý hợp lý thế thành ra là nó vẫn khuyến khích người ta mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng mà không thể nhanh được tiếp theo là cái câu chuyện là cái uh, liên quan trực diện đến thị trường khoán đó là kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp trong quý 1 thì toàn thị trường tăng khoảng 13 14 phần trăm trong đó khối ngân hàng thì tăng khoảng 12,4%. Khối tài chính thì đúng hơn. Rồi tiếp theo là uh, phi tài chính thì tăng 19,3%. Ngân hàng thì tăng khoảng 5-6%. Nhưng mà tài chính ở đây gồm các công ty khoản, bảo hiểm vân vân Anh chị nhá Thì cho năm nay thì uh, theo như là uh, khảo sát của 531 doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh thì lợi nhuận 2024 kỳ vọng tăng 19,2%. Đúng wow. không uh, ạ? ADFIN cũng đánh giá 24 khả năng cao là cái lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng sẽ có sự tăng trưởng từ 15 đến 22%. Và cái quý 2 tới vẫn sẽ là một cái quý có sự trở lại, kết quả doanh tương đối tốt. Anh chị nhé, thì đấy là những cái yếu tố tích cực, cơ hội đối với thị trường chứng khoán, đối với nền kinh tế của chúng ta. Và tiếp theo là đến cái phần Q&A. À thì trước khi đến phần Q&A thì quảng cáo một chút, thì sắp tới phim có một cái workshop vào ngày 21 tháng 6 đó là quân sự quốc sử dụng đòn bẩy sao cho hiệu quả. Bởi vì sao lại có cái câu chuyện này? Bởi vì um, rất nhiều của anh chị nói với ZFIN Việt Nam là anh chị thua lỗ rất lớn bởi vì sử dụng đòn bẩy nhiều. Thì chính bản thân phục thì trước đây thì cũng gọi là um, có lần phá sản vì sử dụng đòn bẩy đấy, năm 2014 có. Thế hành ra là sau đó thì phục cũng đúc rút ra rất nhiều thứ, Đúc rút ra rất nhiều thứ và đa phần là chúng ta bại là bởi vì bại là do đòn bẩy, bại do đòn bẩy. Đó. Tuy nhiên thì không phải vì thế cho nên là chúng ta không sử dụng đòn bẩy. Và đòn bẩy ở đây nó không phải là chỉ là mưa gìn công ty chứng khoán mà đòn bẩy ở đây nó nghĩa rộng hơn. Thế thành ra cái phim có quốc shop vào ngày 21 tháng 6. Anh chị nào quan tâm có thể inbox ấy phim Việt Nam. Đúng không? Đó, anh chị inbox nhé. Đó thì trao đổi như thế. Rồi sắp tới thì um, do các anh chị uh, khá nhiều anh chị đọc vị và yêu cầu là mở lớp định giá thì ấy thì phim cũng chỉ mở lớp duy nhất trong một năm nay thôi sắp tới là sẽ mở lớp định giá nhưng là lớp duy nhất trong một năm chứ không mở nhiều đâu. Đúng không? đó ok tiếp theo đến phần Q&A này rồi ok như vậy là cũng đã rất nhiều các anh chị đặt các câu hỏi rồi đúng không ok và ok Chào mừng anh chị anh po mtghk đúng không đã trở thành hội viên. OK OK chào anh chị Minh Ngọc trở thành hội viên anh chị Đấu Phạm đúng không Nguyễn Thiên Minh và đây thì cái chương trình ấy sẽ phim đưa ra đây Đó, các bạn bảo phục gọi là PR đây Để quảng cáo đây OK tiếp theo thì phục sẽ trả lời ưu tiên các anh chị nhé à, sớm các anh chị hội viên nhé. OK đầu tiên là cổ phiếu FPT nay định giá cao rồi, có nên bán hay giữ? Thì thực sự cái câu chuyện này thì cũng tùy anh chị thôi. Nếu trong tích sản thì Azerfin đã bán rồi. Đấy, phải chia sẻ như thế. Trong tích sản nhé, chúng ta lưu ý nhé. Ví dụ Fin đầu tư có nhiều chiến lược khác nhau nhé. Bởi vì Fin phục vụ rất nhiều đối tượng khách hàng khác nhau và bản thân Fin cũng phân bổ tài khoản ra làm mấy chiến lược. Thì riêng với chiến lược tích sản thì Fin bán rồi. Đó, đó bán rồi còn tất nhiên là uh, cổ phiếu lên nó cũng có lý do đúng không nhưng mà đấy tùy từng chiến lược mà chúng ta nên tuân thủ kỷ luật và hiện nay thì đối với tích giản ấy thì tuân thủ kỷ luật và đợt ý là bán fpt đâu giá thấp lắm cũng không cao đâu sau đó mua va đấy thế thì bán fpt xong tăng ngươi quá nhưng va được cái nó lại tăng hơn 4% trong thời gian ngắn đấy đó, đó ok đó thì câu chuyện bán hay giữ đây nó phải thu, tùy thuộc vào chiến lược của anh chị còn nếu anh chị theo tích sản thì ở trong tích sản có đưa ra nên tuân thủ đó bạn đó. còn tùy nhá đó. phải nói rõ như thế khi thị trường giảm 21 điểm thì rất nhà, nhiều nhà đầu tư kêu lỗ còn đầu tư giá trị chỉ bị giảm một phần lợi nhuận không đáng kể nhưng lại không nhiều người thích đầu tư giá trị và thì nói thẳng luôn là trong cái báo cáo chiến lược 2024 giải ngân ngày 20 tháng 12 năm 2022 23 giải ngân 100 ngày hôm nhé có 500 anh em giải ngân đấy chứ không phải là phục nói nói vút đuôi đâu thì uh, hôm qua thị trường giảm thì về cơ bản danh mục nó cũng điều chỉnh chút thì lợi nhuận thay vì 32 phần trăm thì giảm còn 30,5 phần trăm đó thì thôi Đã. thì đấy là chia sẻ như vậy còn báo cáo chiến lược cuối năm thì cũng chưa thống kê rõ 8 tháng cuối năm thì mới giải ngân hồi tháng 5 thì phải thì báo cáo vẫn vượt index khoảng 56 phần đúng không? Còn báo cáo chiến lược đầu năm thì vượt index khoảng độ 16%. Đó thì đầu tư giá trị nó là thế, nó là nhàm chán anh chị. Nó là hơi nhàm chán thì nó hơi kỷ luật một tí, nó hơi sắt đá một tí. Và tuân thủ. À, nói thẳng luôn là từ xưa đến nay vẫn thế thôi. Anh chị biết vì sao quân đội họ có thể là mạnh mẽ như thế không? Họ làm việc rất khủng quá. Đó là kỷ luật. Đúng không? Kỷ luật đấy là sức mạnh đấy. Trong đầu tư cũng vậy thôi. Chèn cái tôi nhiều quá càng chết. Đúng không? Còn, còn khi nào mà tham gia thị trường chứng khoán ấy cái hiểu biết càng nhiều thì cái tôi nó lại càng nhỏ đi còn mới tham gia chứng khoán thì mấy ông vừa mới tham gia được vài ngày một hai tháng ấy phán như đúng rồi đặc biệt là ông ấy có lãi một tí đúng không mấy ông mới tham gia chứng khoán lãi năm mười hai mươi trong vòng tháng hai tháng bắt đầu để chém gió ác dự báo kinh lắm nhưng dần dần họ sẽ ngót dần Đó. Cái câu chuyện là như vậy À, uh, ok bạn tuệ lâm có hỏi là hiện tại mình có mở lớp phân tích ngành ngân hàng không thì dự kiến từ giờ đến cuối năm là dự kiến có thể có một lớp nhé thì bạn đăng ký thì uh, sắp tới là có cái combo cho các bạn đăng ký ấy đây đây ờ uh, ok nhưng combo này lại là chinh phục cổ phiếu chứng khoán ok nhưng mà không sao cổ phiếu ngân hàng thì dự kiến từ nay đến cuối năm thì ai e sẽ sẽ sắp xếp cái thời gian khi nào có thì ai e sẽ, sẽ 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 mở nhé nhưng mà lưu ý anh chị đấy là phim cũng mới ít đó. bởi vì cái đặc sản phân tích ngân hàng cổ phiếu ngân hàng hay chứng khoán thì chỉ có ở cái phim Việt Nam thôi. nó mang tính chất thực chiến và như tất nhiên là cũng có một số nơi nữa thì họ dạy mô đồ tức là ở mô đồ chạy trên Excel vân vân đấy nhưng mà cái đó thì của họ cũng rất tốt mấy phải công nhận như thế có một nơi thôi nhưng mà tuy nhiên thì cái của ấy phim đó là thực chiến để đem vào đầu tư đem vào chiến đấu tức là nó cũng giống như kiểu nhà các cái môn võ khác nhau đấy có những môn võ là 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 kata karate taekwondo vân vân thì mang cái tính chất là thi sea game này kia nhưng mà môn rõ của ấy phim thì nó giống mma hơn nó giống cái uh, gọi là mma gọi là đánh nhau trong lồng bát giác nhiều hơn nó mang tính gọi là thực chiến hơn còn nói thẳng luôn với anh chị mấy cái thuật ngữ liên quan đến ngành ngân hàng đối với các cái ông học thuật thì phục cũng chả nắm được hết đâu đấy nhưng mà phụ không phải vì thế phụ không biết mà Cái ngóc ngách nào về ngân hàng cũng biết Nhưng mà nó mang tính chất là đã thực chiến luôn Ok à, Anh đánh giá giúp về ngành à, Điện giai đoạn hiện tại với ạ Cụ thể mà gách Em thấy quý 1 đã bắt đầu lợi nhuận tăng soi cùng kỳ Thực sự là mã gách này Nó là một công ty đầu tư tài chính thì đúng hơn Chứ cũng không hẳn điện đâu Nha, bác nha không phải điện đâu thế dành nghe là nó rất là phức tạp Nó là một tập đoàn của mấy chục công ty Và tài chính của nó thì Ừ, khi kỳ khổ đó thế này ra là đánh giá nó cũng rất là khó Thế ra phim không đánh giá thì đâu đó vào năm 2012 thì khi giá cổ phiếu gách đâu nó về 10 thì vậy thế ra phim cũng có trả lời đó là cũng đánh giá khá cao đánh giá khá cao ấy phim có đánh giá trên truyền hình đó, nhưng mà nó mang tính chất là đầu cơ vì định giá rẻ thôi còn để mà hiểu rõ doanh nghiệp thì cái phim thấy rằng nó vô cùng khó và nó có thể biến đổi liên tục đó, đó biến đổi liên tục tiếp theo là uh, có anh có anh chị là Sunny VN 109 có chia sẻ là Vin và Techcombank té sớm ờ, điều này thì các anh chị cứ tưởng liên quan nhưng thực tế Tech nó không liên quan đến Vin nhiều đâu nó có cho vay đấy nhưng mà tài sản đảm bảo về chắc chắn nó mới cho vay thế này nghe Tech nó chỉ có hưởng lợi thôi chứ nó cũng không có thiệt hại gì trong vấn đề bất động sản này cả và đặc biệt là anh chị nào ở Hà Nội thì biết ví dụ như bây giờ Masteri và Vin là bán chung cư đắt như tôm tươi anh chị thưa mình, anh chị cách đây khoảng mấy năm ở, ở Vin Smart City ấy, đâu đó để bán chung cư cực kỳ khó cái hồi 2020, 2021 ấy, bán cực kỳ khó 2020 khó lắm ấy bán đâu đó giá nó chỉ độ 25 triệu một mét được. 25 đến 30 triệu là cùng cực kỳ khó bán thế mà bây giờ Masteri bán ở đấy là sắp xỉ 90 triệu một mét bạn phục vừa mới đăng ký mua uh, mấy căn này đấy vừa mới đăng ký xong uh, nuvira để Nu đó, 90 triệu mày và Techcombank là cung cấp tín dụng cho đội nhỏ và rõ ràng là cái chung cư ở Hà Nội thiếu vô cùng thế thành ra nợ xấu nó ít đó chính vì thế nên Techcombank là tăng trưởng tín dụng rất mạnh rất tốt năm ngoái và năm này là như thế nó đang hưởng lợi lớn đấy đấy còn Techcombank sẽ có cho vay của Vingroup, Vinhome vẫn vẫn nhưng mà cho vay tài sản đảm bảo chắc chắn rõ ràng bất động sản tốt thì họ cho vay thế anh chị thấy rằng là Techcombank còn bán cả các cái liền kề các cái biệt thự ở Ocean Park 2, Ocean Park 3 đấy. Nó Techcombank họ có cho vay thì họ lại lấy luôn những cái lô đẹp, lô tốt, pháp lý rõ ràng, cần thì họ bán cái là xong, đúng không? Thế thành ra là cái câu chuyện Tech thì chưa chắc anh chị nói rằng liên quan đấy đúng đâu. Đấy câu chuyện như thế mà tỷ phú Hùng Anh làm ăn chắc lắm. Anh chị thấy mà xem, Masan chính là con ruột của ông ấy. Với Tech tức là hai anh em cùng một bố là bố cùng một bố là ông Hùng Anh ông đáng quãng nhưng mà vẫn phải phát hành trái phiếu giá cao ra quốc tế ra rất nhiều lời chứ đâu phải là vì anh em trong nhà vì con trong nhà mà bơm hết cho nó vốn được thì tách nó cũng muốn kinh doanh độc lập chứ để làm sao nó an toàn nó hiệu quả bền vững chứ còn Masan thì chỉ được vay một phần nào đó thì chứ còn phần còn lại ông phải tự đi mà vận động thế cho nên là anh chị mà vơ luôn cả một nắm mà là tách nó thế này thì kia chưa chắc đâu cái câu chuyện chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ tìm hiểu rõ thì chúng ta mới đánh giá một cách hợp lý được anh chị nhé chứ không phải là chúng ta thấy cảm quan thấy như thế là như thế đâu đúng không đó không không hề đơn giản là như vậy đâu anh chị nhé đó ok tiếp theo ờ, bà, xin bác phục đánh giá mã phát đạt à? phát đạt thì ngày trước có một lần là mười mấy ấy giới phiên đánh giá đó là đầu cơ rủi cơ hội lớn là rủi ro nhưng mà hiện tại thì ấy giới phiên xin phép không đánh giá nhé không ý kiến thì cả và cảm ơn anh Phạm Tuấn nha anh nhận định thế nào về tiềm năng tăng trưởng của PVD ạ? À? Sao PVD chưa hợp với để tích sản thực sự PVD nó có tính chất đầu cơ cao lắm anh chị anh chị cứ xem lợi nhuận của nó mà xem nó rất phập phù lợi nhuận nó không hề ổn được thế thành nhà định giá bây giờ nó là một cái dự gì đó không an tâm bởi vậy cho nên là nó chưa hợp với tích sản cái vấn đề gọi là trong ba chữ MMA ý, tức là management thì tôi thì không nói. Công ty nhà nước ở trung bình khá, ở mức khá. Rồi tiếp theo, margin of safety, biên an toàn ý, thì rõ ràng thế giới PVD không có biên an toàn. Đấy phải chia sẻ thẳng với anh chị như thế. Đó, anh chị chia sẻ thẳng như thế. Còn đối với trường phái khác thì phục không nói, nhưng mà đối với tích sản nào khác, đúng không? Anh đánh giá VA VA đổi chủ không liên quan đến VinGroup nữa có phải tích cực không? thực ra là VRE là vẫn có cổ phần rất lớn của Vingroup còn cái câu chuyện thoái vốn cho ai như thế nào thì cũng có nhiều ẩn số đấy thế thành ra này thì phịn nói chung nó vẫn là liên quan đến Vingroup có đấy có chứ Vingroup vẫn sở hữu mấy chục phần trăm mà đúng không chào S chờ nhờ S nhận định mua DHC là 41 năm và DXP là 148 có nên giữ tiếp không xin cảm ơn thì thực sự trao đổi của anh anh mua vì cái gì thì anh bán vì cái đó chứ bây giờ anh thì mua phục lại khuyên bán thì làm sao được đúng không vấn đề anh mua vì cái gì anh mua vì định giá rẻ thì anh xem nó còn định giá rẻ không nếu định giá rẻ anh giữ tiếp đúng không anh mua vì 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 nến nó đẹp nếu nến nó xấu thì anh bán để ví dụ thế Đúng không ạ anh mua vì người này xui thì anh phải hỏi người ấy là bao giờ bán đúng không ạ thì không thể là dâu nó cắm cầm bạc kia được đúng không? cái câu chuyện đầu tư nó phải có chiến lược không phải đầu tư là cái việc dự đoán nó tăng hay giảm để mua hay bán nói thắng luôn với anh chị như thế bởi vì nếu phục biết là nó giảm hay phục biết là tăng phục sọt luôn biết giảm phục sọt luôn biết tăng phục oni luôn đúng không nhưng phục không biết được điều đó thế thành nha là mua vì chiến lược gì thì bán vì cái đó anh chị nha phải rất rõ ràng là như thế chứ không phải là nước đôi không nước đôi đúng không bởi có thể anh mua theo phân tích kỹ thuật mà phục lại đưa ra quyền về giá trị không được có thể anh đầu tư một tháng và phục lại đầu tư ba năm thế nào phục đưa ra lời quyền nó cũng không đúng đúng không rất khác nhau hay có thể anh mua vì mơ, dùng mơ zin phục lại mua vì dùng tiền thân có thể anh kỳ vọng lợi nhuận năm bảy mươi phục lại kỳ vọng ít hơn chẳng hạn thế thì nó khác nhau lắm mỗi cái đó nó lại khác nhau rất nhiều thế này quay lại cuối cùng đó là anh mua bán anh phải phụ thuộc vào mua vì lý do gì thì bán vì một cái không đáp ứng được lý do đó hoặc đạt được lý do đó rồi thì mới bán ok anh phục có nhận định về việc mỹ công nhận việt nam là nền kinh tế thị trường trong thời gian tới thì đây có thể nói là một, một câu chuyện tích cực tốt thì điều đó thì có thể giúp hàng hóa của việt nam chúng ta tăng kính cạnh tranh hơn từ đó xuất khẩu có thể tích cực hơn và thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư fdi lớn hơn nữa thì đây là một điều tốt tuy nhiên thì chúng ta cũng lưu ý nó tốt nhưng nó cũng không phải là cái gì đó nó quá là khủng khiếp lắm tất nhiên nó sẽ tốt hơn đó và nó thể hiện một cái sự trưởng thành của nền kinh tế Việt Nam khi được công nhận đó ạ tiếp theo là anh Đức Châu Việt có bán VA giá 482 có anh hỏi là VA thì anh sẽ bán chưa thì trao đổi luôn với anh chị như này trong tích sản đấy phim mới bán rồi trong báo cáo chiến lược đấy phim bán 489 và hôm rồi có báo cáo chiến lược cuối năm thì mua lại 453 đấy đấy chia sẻ thẳng luôn là như thế đi còn báo cáo chiến lược đầu năm thì ấy Vin không mua lại vì đấy giữ một tỷ trọng tiền trong báo cáo chiến lược còn vì báo cáo chiến lược cuối năm là tiền nhiều hơn so với báo cáo chiến lược đầu năm thế cho nên có mua VA ra bốn năm ba đó thì để đáp ứng được cái 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 gọi là cái quản trị ở đây được chưa tiếp theo anh Thái Khương có hỏi là cho em hỏi nhóm ngành nào sẽ có triển vọng đến cuối năm 2024 và 2025 thì thực sự là nếu mà kinh tế phục hồi như 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 những cái gì chúng ta thấy hiện tại và không có gì bất ngờ ấy thì các ngành ngành được hưởng lợi tốt trong năm 2024 2025 đầu tiên đó là ngành tài chính ngân hàng. Với kinh tế phục hồi thì nợ xấu sẽ giảm bớt. Tín dụng vẫn tăng trưởng ổn thì lợi nhuận sẽ tốt định giá lại rẻ nhất thị trường thứ hai đó là có thể là ngành liên quan đến điện điện bây giờ tiêu thụ chúng ta tăng trưởng rất mạnh ở Nalera nhiều thì có thể những doanh nghiệp điện và thủy điện có là thủy điện thì sẽ tốt rồi tiếp theo đó là những doanh nghiệp dược của chúng ta thì tăng trưởng khá ổn định tốt rồi các doanh nghiệp bán lẻ thì có một cái sự tăng trưởng mạnh trở lại rồi một số doanh nghiệp bất động sản mà có xây chung cư ở những cái vùng nhu cầu cao như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí cũng sẽ tích cực. Tuy nhiên các anh chị phải căn vào giá nhé. Tốt hay không tốt thì phải căn vào giá. Anh chị nhé. Rồi. Anh Đỗ Quang có hỏi phục đánh giá như nào VA khi tổng giám đốc bị bắt thì phục đánh giá Azfin e có đánh giá post lên Facebook rồi đấy. Thế là đánh giá không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì uh, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước thì về cơ bản họ theo nhiệm kỳ thôi chứ họ không phải là linh hồn của doanh nghiệp đâu đặc biệt VA là một công ty lợi nhuận đến từ Honda, Toyota, Pháp tới chín mươi mấy phần trăm cả gửi ngân hàng thì đến cả trăm phần trăm lợi nhuận đến từ đấy. Thế do nó nó không ảnh hưởng đến lãnh đạo cho lắm. Có anh chị nha Ấy các vị post lên này, phục post lên đấy các bạn post lên cái pet đặng thiền phục của dấu có post rồi đấy ba bốn hôm trước rồi đấy có post rồi nhá anh chị nha Ok, xin chào luôn nhé. À, Thịnh, anh Vi Văn Thịnh có hỏi đánh giá chuyển vọng hòa phát đến năm 2026. Thì về cơ bản, giấy sẽ phim vừa mới làm trong đầu tư giá trị vàng xong. Hòa phát vừa mới làm hôm thứ sáu tối tối hôm thứ sáu rồi xong. Thì về cơ bản, anh sẽ bị phụng tóm tắt qua như này. Thì hòa phát đang trở lại một cách từ từ bền vững, khá vững chắc đấy. Cạnh tranh Trung Quốc có, nhưng vấn đề ở chỗ là nó cũng đã qua giai đoạn khô liền nhất còn 2026 thì người ta kỳ vọng nhiều đến dung quất 2 có thể là chạy khoảng độ một nửa hoặc gần full công suất đó thì thì vấn đề ở chỗ là nếu mà 2026 thì nó hơi diễn biến hơi dài bởi vì đánh giá nó khó lắm, nó mệt lắm. bây giờ kinh tế thế giới biến đổi rất mạnh tức là trong trường hợp bình thường nhé bình thường mọi thứ cứ diễn ra như này thì rõ ràng là hòa phát đang được hưởng lợi rất lớn đến 2026 đúng không tuy nhiên thì nếu có biến cố xảy ra ví dụ như nhiều người cho rằng là mỹ vẫn có nguy cơ rơi vào khủng hoảng suy thoái nhỉ nếu rơi vào thì rõ ràng rằng là, uh, là sẽ ảnh hưởng phần nào đúng không đúng không ạ nhưng nhìn chung là uh, như ở kết luận của uh, đầu tư giá trị vàng cơ hội lớn hơn rủi ro nhưng mà phải tầm nhìn dài một chút đấy, chứ ngắn hạn thì về cơ bản định giá hòa phát bây giờ nó cũng không phải rẻ đấy thực sự chia sẻ là như thế phi tài chính loại bất động sản là ngành gì đấy tức là tất cả các ngành trừ đi tài chính trừ đi bất động sản anh chị nhé thì là các ngành còn lại thì định giá hiện nay là đang rất cao đang ở đỉnh anh Huy Trần hỏi nhờ ép nhận định điểm mua của CSV và BR cảm ơn thì anh phim không theo phân tích kỹ thuật không theo bắt đến thành ra là điểm mua thì anh theo định giá thôi thì chia sẻ luôn với anh chị là xét về là một trong năm cổ phiếu PE dưới 4 mấy cái phim có làm clip đầu 2022 với giá phim có mua đâu đó giá ngoài 27 thì, vậy, thì đâu đó bán được 55 lãi hơn trăm phần trăm và bây giờ nó tăng thêm mười mấy giá thì phải đúng không Thế thì về cái định giá thì cái phim nghĩ giá này là hợp lý rồi sáu mấy là hợp lý rồi để về mặt định giá nhé Còn việc tăng hay không trong ngắn hạn thì chịu cái không đoán được bởi vì có cổ phiếu đắt rồi còn đắt nữa đúng không có cổ phiếu rẻ rẻ rồi rẻ, nữa thì anh em là không biết được thì ấy cái gì đánh giá về mặt định giá như thế. CSBV giá này không rẻ nữa BR gì BR thì nó phục phù nó ấy vị không đánh giá đâu phức tạp nữa. nói chung là BR vừa rồi liên quan đến bảo trì bảo dưỡng người này kia nhiều thứ động phức tạp và nói 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 tóm lại BR thì khó đánh giá đúng không Anh Ân An Lê, anh An Lê có hỏi là nhờ Phục đánh giá dùm VD tích sản VD được không? Thì uh, VD là một cái công ty chứng khoán hàng đầu, uh, nhưng mà năm rồi nó đen, nó đen đủ đường, đúng không? Thứ nhất, đó là cái câu chuyện bị tin tặc tấn công, ảnh hưởng rất nhiều đến thương hiệu, đến khách hàng, đến vân vân. Bản thân Phục thì Phục cũng có khá nhiều các tài khoản để đấy, nhưng mà đó phải nói là cũng ảnh hưởng đến rất nhiều các khách hàng là thứ nhất thứ hai là liên quan đến trái phiếu thì trước đây là vd là một trọng công ty uh, tư vấn bảo lãnh phát hành cũng như bán trái phiếu lớn nhất thị trường thì các trái phiếu ví dụ như trung nam ví dụ như là cre ví dụ như là bkv vân vân thì nó cũng bị ảnh hưởng uh, ít nhiều thế thành ra là công ty nói chung nó có những cái khó khăn nhất định đó còn để trở lại thì Zfin nghĩ cũng cần phải thời gian khá dài chứ nó không nhanh được đúng không đó đó thì đấy là câu chuyện như thế thì uh, trong năm 2012 uh, cuối 2022 vì sao ấy sẽ phim lại lựa MBS BSI hơn là VND đó và cũng rất may mắn này MBS nó gấp đôi về đây đúng không đấy cũng may mắn thì một phần là bởi vì MBS nó cơ cấu nó đơn giản rồi. nó tập trung vào quản trị rủi ro nhiều hơn thì do đó là nó đi chắc hơn và đặc biệt là nó có siêu mới này anh Phan Anh trước đây là CEO của công ty quản lý quỹ MB Capital thế giá phim đánh giá rất cao việc đó đó đấy thì chia sẻ với anh chị là như vậy và hôm rồi có ít một bs đầu mua ngày trước rẻ quá thì cũng bán rồi bán ra ba bốn chín ba năm gì đấy nói chung là biết đủ đấy, chia sẻ đấy còn vd thì vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng mà để trở lại thì phải cần thời gian chứ không nhanh được đâu nhé không thể nhanh được dục tốc bất đạt bởi vì cái câu chuyện trái phiếu của một số doanh nghiệp ấy về tổng quan chung toàn bộ thị trường trái phiếu thì về cơ bản đã ổn đã ổn nhưng về đối với một số doanh nghiệp thì vẫn còn khá phức tạp chứ nó không đơn giản TCB chia cổ phiếu 11 vậy giá tích sản có thay đổi không có chia đôi giá tích sản chia đôi đơn giản thế thôi anh chị nhé FMC có còn dư địa tăng trưởng trong tương lai không thì FMC này công ty sao ta thì trước đây phục cũng khá là 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 bám sát trong chục năm trước thì công ty này là một công ty xuất khẩu tôm, cũng xuất khẩu đi châu Âu rất nhiều. Thì họ hưởng lợi cũng tốt từ các hiệp định FTA liên quan đến châu Âu. Thì về cơ bản FMC ấy, thì bây giờ quy mô nó cũng rất khó mở rộng nữa rồi. Nó cũng về cơ bản nó thuộc dạng doanh nghiệp ổn định. Bởi vì đối với những lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp để mở rộng nó khó lắm, không hề dễ chút nào. Anh chị cứ khảo sát các vùng nuôi đó mà xem, rất lớn rồi. Để mà mở rộng tiếp, để làm tiếp nó khó lắm, và nó rủi ro cao. Bởi vì khi nào mở rộng tiếp thì họ phải đầu tư rất là nhiều. Mà trong khi gia tăng đến một mức nào đó thì cái hiệu quả nhiều quy mô nó không còn nữa. Cực kỳ mệt mỏi. Thế cho đối với FMC thì AZFIN đánh giá là có sự ổn định hoặc tăng trưởng rất nhẹ thôi. Chứ nó không có cái sự tăng trưởng cao. Anh chị nha. Ok, bạn Hùng Khánh Lê có hỏi là nhờ anh Phục đánh giá lại VA và RI. Thì về cơ bản VA trả cổ tức rất tốt Đấy, năm nay hơn 5.000 đúng không 5.030 đồng thì phải năm sau dự kiến khoảng 4.000 rưỡi nữa nói chung là đây là một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh cực mạnh và lợi thế của họ là chính là ba công ty lên doanh Toyota công ty ô tô lớn số một thế giới Ford và Honda hình như là lần lượt thứ tư thứ năm thế giới thì phải rất khủng khiếp và ở Việt Nam nó cũng tốt thế thành ra là nó mang lại một cái dòng tiền rất lớn cho cổ đông VA tuy vậy thì tùy các anh chị yêu cầu Ví dụ các anh chị yêu cầu lợi suất 10% thì giá 50 bán được. Có anh chị yêu cầu lợi suất uh, 78% thôi thì giá 55, 60 anh chị bán. Các anh chị yêu cầu lợi suất mười mấy phần trăm, 12% thì 45 anh chị bán. Đấy thì tùy vào các anh chị yêu cầu. Thì ví dụ như có những anh chị bảo là tôi tiền gửi ngân hàng. Thay vì gọi là tôi gửi ngân hàng được có 5% thì tôi đầu tư VA. Vậy thì những anh chị có thể cầm dài hơn, kỳ vọng lợi nhuận cao hơn thì bán không cứ giữ. Đó, thì đấy nó lại phải tùy thuộc từng người còn ri chứ cũng là một cái cổ phiếu có trong báo cáo chữ lượng thì khi azfin bán cái cổ phiếu phước hòa để azfin chuyển sang ri thì từ đó thì ri nó cũng tăng mạnh quá lúc mua đâu đó 62 chưa trừ cổ tức thì trừ cổ tức là 1.000 tiền mặt hay nghìn rưỡi đấy một cộng thêm 15 phần trăm cổ phiếu thì như vậy là tương đương với giá vốn nó khoảng độ 61 gì đấy 51 gì đấy đó thì azfin chia sẻ như thế thì azfin kỳ vọng ri là kết quả kinh doanh quý 2 trở đi nó sẽ tốt và đặc biệt hai quý cuối năm sẽ rất mạnh nhờ vào thủy điện tốt này và nhờ vào cái dự án bất động sản ở Thái Bình có thể ghi nhận vào cuối năm rồi tiếp theo là cái tòa y thao 6 nó có thể là có doanh thu và lợi nhuận vào quý 3 quý 4 năm 2024 thì từ đó là ri sẽ trở lại khá là tốt khá là mạnh và đây là một cái công ty có quản trị công ty và mọi mặt nó rất tốt bền vững đó đấy ví dụ thế nhưng mà định giá thì anh chị phải tùy anh chị xem bên nói thẳng luôn đây Zfin mua trước anh chị đấy phim có lợi nhuận 20 phần trăm rồi Đó. thế anh nga phải nói với anh chị thế để cho anh chị rõ chứ không lại bảo phục lùa gà chết dở đúng không mua rồi hô không hô đấy chỉ là anh chị hỏi để phục giải thích thôi ấy phim nó lợi thế 20 phần trăm này thế cho nó anh chị vào sau ấy Zepfin thì anh chị phải chấp nhận hoặc là các anh chị thấy thôi nó tùy anh phục cho hỏi vre bắt đáy được chưa thực sự là để bắt đáy thì cũng chả biết đâu là đáy đúng không rất khó nếu anh chị yêu thích đầu tư thì anh chị phân bổ tài khoản này mười cho nó thôi chẳng hạn còn cái chuyện bắt đáy thì ấy phim chưa rồi thực hiện ấy sẽ pin chỉ căn là định giá rẻ và mọi thứ nó cơ hội lớn nhưng rủi ro thì ấy sẽ phim tham gia còn hiện tại vre thì vẫn bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn tuy nhiên cũng không biết bao giờ nó có thể đảo ngược biết đâu cái chính sách ví dụ như là chiếm dụng vốn của Vinhome đến nữa này đảo ngược thành chính sách đó là trả cổ tức thì sao đúng không? thế nhưng mà tuy nhiên thì mình không đoán được điều đó, rất khó để có thể nhận định hiện nay. còn nếu anh chị có mua thì anh chị có tham gia thì anh chị tham gia ít thôi, vừa thôi để tránh áp lực. nếu mà cái chiều nó vẫn khó khăn nhiều năm tới thì thì lúc bị tránh áp lực đúng không? ok có anh chị hỏi về tôn Đông Á GDA đúng không? Thì tôn đông á thì um, cuối năm trước thì ấy có đưa ra trong cái group đầu tư giá trị năng động thì giá khoảng 22-23 gì đấy thì ấy phịn nhận định là về cái nợ vay thì tôn đông á là nhiều nhất trong các công ty sắt thép hàng đầu nhưng mà do là cái lãi suất nó rất thấp cộng thêm là cái hàng tồn kho vay ngắn hạn là chủ yếu để đầu tư hàng tồn kho thế do đó rủi ro của gda không đáng lo và khi không đáng lo như thế thì trong khi kết quả kinh doanh rất tốt cổ tức thì ổn định giá thì rẻ nhất thế thì đấy cái phim cũng đưa ra thì đến nay đâu đó nó cũng tăng khoảng 45 phần trăm thì phải 50 thì phải thế thì với cái giá này thì cái phim nghĩ rằng là uh, nó là 50 50 rồi chứ nó không còn phải quá là chiết khấu hay gì cả anh chị nhé và anh anh Hùng Nguyễn có hỏi là có bảo là rất mong mở cộng đồng tích sản crypto thực sự chia sẻ của anh chị Phục cũng gọi là cũng mù tịt về crypto chứ Phục cũng có biết gì đâu nếu mà Phục mù tịt mà Phục này hướng dẫn anh em thì khác nào gọi là một ông mù dẫn đường cho ông mù khác thế thì chết đúng không? thế do đó là cái này thì bao giờ là Jeffery phải để tìm thấy cái nền tảng cơ bản cơ thì Jeffery mới đưa ra chế Jeffery cũng không thể gọi là um, không biết mà mình đi dắt anh em có phải đấy này không những hại người hại mình hại người không đúng không Ok như vậy cũng còn khoảng cả trăm câu hỏi đây thì ấy rất phim có một cái câu hỏi mà rất nhiều anh chị hỏi đó là FPT nên bán chưa bán hay chưa phụ thuộc chứa lược của anh chị thì ví dụ như những có một số anh chị gọi là yêu yêu nó chọn đời đấy tức là mua với giá rẻ bây giờ âm đấy thì anh chị chả quan tâm thì thôi cứ giữ bao giờ hết tăng trưởng anh chị bán còn ngược lại nếu đối với tích sản thì tới vùng chốt lời thôi thì có thể chốt lời anh chị nhé đó thì ấy rất phiền chốt lời rồi đấy nói thẳng luôn ở trong cái tích sản là làm như thế thôi được không? Anh Lâm Quang Vũ có hỏi nhờ AZFIN trao đổi thêm về TCB và cách tính giá sau điều chỉnh của TCB em cảm ơn. Thì uh, chia cổ phiếu 11, ví dụ giá 49 chia uh, 2. 11 thì chưa đối. Còn 24.5 là tham chiếu hôm sau. Đúng ạ. Đó. Đó, thì đấy là cách tính đơn giản lắm, còn gì khó đâu, đúng không? Quá đơn giản luôn. ok vâng thực sự là nhiều câu hỏi quá có anh chị hỏi anh Việt Goodman có hỏi là DHA anh nhận định còn tăng được doanh thu năm nay không thấy sân bay cũng san đền xong rồi thì DHA là một trong doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nếu như sân bay Long Thành hoạt động đúng tiến độ cũng như hoạt động nhanh thì bán đá cho quanh đấy một là bán đá trực tiếp cho sân bay thứ hai là không bán đá cho sân bay thì bán cho những người hộ còn lại bởi vì sao bởi mỏ đá thì nó chỉ có tác dụng trong vòng ba bốn chục cây năm chục cây xung quanh thôi thế thì ví dụ như là sân bay không đấu thầu khâu đá không vào được sân bay trả sao những ông khác cho hết vào sân bay thì những khách hàng còn lại phải nhảy theo mình thế cuối cùng cũng đều được hưởng lợi cả tuy nhiên cũng phải lưu ý các anh chị là dha này các mỏ đá nó cũng có hữu hạn nhé có thời hạn khai thác chứ nó không phải mãi mãi nó không giống các cái doanh nghiệp mà có cái hệ thống kinh doanh dài hạn mà cái đó nó có hệ thánh theo thời vụ theo số năm thế là nhà cũng cần phải chiết khấu hơn so với các công ty khác nhé anh chị phải lưu ý một điều như thế được chưa cũng giống như là một cái công ty thủy điện hay nhiệt điện nó cũng có kỳ hạn thôi chứ nó không phải là thủy điện là mãi mãi đâu anh chị nhé thủy điện thường nó tồn tại khoảng bốn năm năm hoặc là có thể tốt hơn thì nó dài hơn à, nhiệt điện thì cũng khoảng độ ba bốn năm chứ nó không phải mãi mãi Đấy, anh chị lưu ý nhé nhưng mà một cái công ty mà ví dụ một ngân hàng thì có thể là nó dài hơn đúng không đó bởi vì nó không có thời hạn đấy thì các anh chị phải lưu ý cái đó đưa vào yếu tố định giá chứ chúng ta không chỉ nhìn PE PB thôi thì rồi rồi có một cái công ty thủy điện chẳng hạn đến năm 2027 2028 họ phải chuyển giao toàn bộ cái nhà máy thủy điện cho nhà nước bởi vì hết cái thời hạn họ được khai thác rồi thì khi đó lợi nhuận chỉ còn một phần tư thôi thế mà nhiều anh chị vẫn bảo PE thấp thế cổ tức cao thế nhưng mà chỉ hai ba năm nữa khi nó phải trả đi cái thủy điện chính thì nó còn gì nữa đâu Đấy, các anh chị phải lưu ý một điều như thế phải hiểu được cái bản chất kinh doanh của doanh nghiệp hiểu được doanh nghiệp đang kinh doanh gì như thế nào các tài sản ra sao thì cuối cùng chúng ta mới đánh giá được chứ không phải là chúng ta cứ thấy PPB đâu đó nó nhiều vấn đề đó anh chị ạ thì do đó là cần phải phân tích rõ hiểu kỹ thì chúng ta mới nắm đâu dài được thì ấy phim là nơi gọi là khuyến khích và chính bản thân ấy phim cầm cổ phiếu rất dài hạn nhưng mấy rất phim nói thẳng luôn với anh chị cầm dài hạn mình phải hiểu vẫn không hiểu làm sao cầm được đúng không phải hiểu rất rõ rất kỹ chứ không phải nhắm mắt nhắm mũi cầm thế thì vỡ mồm ngay đấy là phải nói thẳng là như vậy chứ không hề đơn giản một chút nào anh chị nha đấy thì cái 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 câu chuyện là như thế anh An Lê có hỏi là nhờ đánh giá dùng VP thì VP thì anh có trong hội viên đấy thì VP đấy sẽ phim mới đánh giá trong hội viên vàng đấy thì VP nói chung là định giá lúc này thì đã rẻ rồi đúng không câu chuyện thì vẫn còn hay nhưng những cái mà bà con sợ đó lượng cổ phiếu lưu hành nó nhiều quá đúng không giao dịch lên đến sáu bảy chục triệu vẫn không trần được đấy ví dụ thế thì những anh chị em nào ngắn hạn thấy hơi mệt nhưng mà đầu tư giá trị là vẫn ổn bởi vì sao bởi vì đầu tư giá trị vẫn ổn này. trước tiên là cổ tức một nghìn chia giá đó và cổ tức một nghìn nó chắc chắn duy trì dài rồi với hệ số an toàn vốn nó cao lắm vốn chủ nó nhiều lắm thế thì uh, riêng cổ tức thôi được khoảng độ năm bốn năm năm phần trăm rồi đúng không còn chưa kể là nếu có câu chuyện tốt xảy ra thì nó sẽ tăng giá tốt thế do đó là cái cơ hội của nó vẫn lớn hơn so với rủi ro đúng không đấy thì cái câu chuyện nó là như thế anh chị nha ok thì như vậy là phục cũng chém gió với các anh chị là một tiếng 15 phút rồi nó hơi nhiều rồi đúng không nhiều quá sợ anh chị lại ghét không thích ý. thôi thì à, à, anh chị nào mà chưa follow thì follow kênh của ấy nhé để lần sau tiếp tục mà chúng ta trao đổi với nhau đúng không ạ và anh chị thấy nội dung này mà hữu ích cho ai đó thì vui lòng cứ chia sẻ cho người ta đúng không ạ và chúc anh chị à, tối chủ nhật ngủ ngon xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở nội dung tuần sau